Mỗi ngày ăn vài quả đậu bắp, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích không tưởng đối với sức khỏe. Đậu bắp vốn rất quen thuộc với tất cả chị em chúng ta. Xưa giờ cũng có rất nhiều thông tin đậu bắp tốt cho sức khỏe. Nhưng mới đây, em đọc trên Mahiti Live Vision mới biết đậu bắp có đến 22 lợi ích cho sức khỏe. Có thể dùng để chữa nhiều chứng bệnh nữa. Quá tuyệt vời luôn các mẹ ạ. 1. Giàu chất xơ. Chất xơ trong đậu bắp có thể cải thiện tiêu hóa, chữa lành ruột, giúp chúng ta loại bỏ độc tố trong ruột dễ dàng. 2. Ổn định đường huyết. Với những người bị tiểu đường, đậu bắp thực sự là vị cứu tinh. Uống nước đậu bắp làm giảm lượng đường trong máu, giúp ổn định đường huyết. 3. Tốt cho phụ nữ mang thai. Đậu bắp giàu folate, đây là chất cực kỳ cần thiết, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Chất này còn có tác dụng ngăn ngừa sảy thai và dị tật ống thần kinh ở thai nhi. 4. Tốt cho xương. Đậu bắp giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương vì nó rất giàu vitamin K và folate. Hai chất này giúp xương chắc khỏe hơn. 5. Hen xuyễn. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và đặc tính chống viêm, đậu bắp rất tốt cho người bị hen xuyễn. Chính những hợp chất này ngăn cản sự phát triển của bệnh hen xuyễn. 6. Tốt cho hệ hô hấp. Lá và hoa của đậu bắp được sử dụng trong điều trị viêm phổi, viêm phế quản, cảm lạnh và cúm. 7. Táo bón. Chất xơ có trong đậu bắp giúp bôi trơn ruột, kích thích nhu động ruột. Đậu bắp được xem như thuốc nhuận tràng, tự nhiên cực tốt. 8. Say nắng. Nếu bạn bị say nắng, có thể ăn đậu bắp để giảm mệt mỏi, tránh kiệt sức. 9. Ung thư đại tràng. Chất xơ có trong đậu bắp cũng làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết và ung thư trực tràng. Chúng làm sạch đường ruột và các chất chống oxy hóa, có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây hại. 10. Giảm cân. Đậu bắp gần như không có calo, trong khi lượng chất xơ làm cho bạn cảm thấy no. Chưa kể, nó rất giàu chất dinh dưỡng, do đó đậu bắp thích hợp cho người béo phì, người đang thực hiện chế độ giảm cân. 11. Giảm cholesterol xấu. Nhờ phong phú hàm lượng pectin, chất xơ hòa tan, nên đậu bắp làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. 12. Giải độc cho da. Đậu bắp giúp làm sạch da từ bên trong nhờ cơ chế thải độc cho da. Nó ngăn chặn việc hình thành các sắc tố da, làm giảm mụn trứng cá, ngăn ngừa bệnh vẩy nến. 13. Tốt cho tóc. Đậu bắp mang lại cho mái tóc bạn một sức sống mãnh liệt, giữ ẩm cho da dầu và ngăn ngừa gầu. Thường xuyên ăn đậu bắp, tóc sẽ sáng bóng và mượt hơn. 14. Thải độc cho cơ thể. Nếu bạn đang có ý định diệt tơ cơ thể, thì đậu bắp là một gợi ý tốt. Chất xơ trong đậu bắp sẽ giúp cơ thể thải độc tố dễ dàng. 15. Tăng cường hệ miễn dịch. Nhờ các chất chống oxy hóa, vitamin C và các khoáng chất thiết yếu khác như canxi, mangan, magie, sắt, đậu bắp giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và vì thế chúng giúp tăng cường hệ miễn dịch. 16. Tốt cho thị giác. Đậu bắp cũng giàu beta carotene, lutein và xanthin, nên nó có thể ngăn chặn bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. 17. Phòng ngừa thiếu máu. Với sự giúp đỡ của vitamin K, folate và sắt, đậu bắp sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng thiếu máu một cách tuyệt vời. Việc sản xuất các tế bào máu đỏ sẽ tăng lên đáng kể. 18. Ngừa viêm loét. Đậu bắp giúp trung hòa axit và làm tăng tốc độ chữa bệnh viêm loét dạ dày tá tràng bằng cách cung cấp một lớp bảo vệ tạm thời cho đường tiêu hóa. 19. Cải thiện tình trạng rối loạn sinh dục. Hãy ăn đậu bắp nếu bạn muốn tăng cường khả năng ham muốn. Đậu bắp cũng có thể điều trị các rối loạn như bệnh lậu, huyết trắng, giang mai, chứng khó tiểu. 20. Giàu protein. Nhờ giàu protein, đậu bắp thích hợp cho người ăn chay. Nó cũng giàu các loại dầu, các axit amin như xanthin, tryptophan. 21. Hỗ trợ mạch máu. Trong đậu bắp còn có chứa flavonoid và vitamin C,
Đây chính là hai chất cực kỳ tốt cho việc bảo vệ và hỗ trợ các mạch máu. 22. Hỗ trợ đường ruột. Đậu bắp có chứa cả probiotic, cho phép vi khuẩn có lợi phát triển mạnh trong ruột, giúp đường ruột khỏe mạnh. Bài viết mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dù mất ngủ kinh niên, cũng phải đặt mình xuống là ngủ khì như heo con no sữa. Có đến tận 6 món canh trị mất ngủ liền đấy nhé. Canh sườn hạt sen. Bắt canh sườn non nên cùng hạt sen, không chỉ giàu dưỡng chất mà còn rất tốt cho ai mắc chứng mất ngủ. Sườn sau khi làm sạch cho vào ninh, hạt sen tươi bóc vỏ, bỏ tầm sen và chần qua nước sôi. Khi sườn sôi khoảng 15 đến 20 phút thì cho hạt sen vào ninh cùng cho nhừ. Tiếp đến là khoai tây cắt miếng vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Canh chín, rắc hành lá nhỏ cho lên trên cho món ăn hấp dẫn. Canh rau rút cà rô rất tốt cho người mất ngủ, suy nhược thần kinh, ăn uống kém. Để chế biến món này cần làm sạch rau, bỏ rễ và lớp phao trắng bên ngoài, rồi rửa sạch thái nhỏ. Cà rô làm sạch, lọc lấy thịt. Ướp thịt cá đã thái mỏng với gia vị cho ngấm. Xương cá giã nhỏ lọc lấy nước, đun sôi nước lọc xương. Sau đó cho thịt cá vào, quấy đều. Đun sôi khoảng 5 đến 7 phút thì cho rau rút vào. Nêm gia vị vừa đủ. Canh dùng nóng với cơm. Canh hoa thiên lý nấu cua, mát, bổ và rất có ích cho người khó ngủ. Cua đồng gỡ mai để riêng, bỏ yếm rửa sạch để ráo, cho vào cối giã nhuyễn. Lọc lấy nước cua, bỏ bã. Lấy phần gạch ở mai cua rồi ướp với hạt nêm. Hoa thiên lý rửa sạch để ráo. Cho nước cua vừa lọc vào nồi cùng chút nước mắm rồi đun với lửa vừa. Nước cua sôi, cho gạch cua vào, vặn nhỏ lửa. Đun khoảng 5 phút để gạch và rêu cua đóng thành bánh. Sau đó cho hoa thiên lý vào, nấu chín, nêm gia vị, hạt nêm sao cho vừa ăn. Canh hến linh chi. Theo đông y, linh chi có vị ngọt, tính on, rất có ích cho người mất ngủ, mệt mỏi. Thịt hến có tính lạnh, phòng độc, giúp nhuận trường, an thần. Do vậy, canh hến linh chi là món ăn tốt cho người mệt mỏi, mất ngủ, tiêu hóa kém. Linh chi thái lát mỏng, cho vào nồi đất đun sôi khoảng hơn 1 giờ. Sau đó lọc linh chi lấy nước, bỏ bã. Thịt hến làm sạch, đem nấu chung với nước linh chi. Khi thịt hến chín, cho đường phèn vào, đun nhẹ cho tới khi đường phèn tan hết. Canh vịt trắng, bí xanh. Đây là món ăn có tác dụng an thần, thanh nhiệt, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. Vịt làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Cho vịt vào nồi, cùng túi vải đựng phục thần, mạch môn và nước. Đun sôi khoảng 20 phút, thì cho tiếp bí xanh thái miếng vào. Tiếp tục đun đến khi vịt, bí chín nhừ, nêm vị là được. Canh lợn thịt, hào biển, có tác dụng trị mất ngủ, tim đập giòn. Thịt lợn rửa sạch thái miếng, cho vào nồi cùng với hàu, thêm nước vừa đủ rồi nấu canh. Khi thịt chín thì cho gia vị vào là được. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thần dược cà tím, cứ nghi cấp tốc khi bạn mắc phải 10 căn bệnh này, nhớ lưu ngay, phòng trường hợp dùng đến. Theo đông y, cà tím đã được ghi trong bản thảo cương mục và các y văn cổ có tính năng cực hàn, thanh can, giáng hỏa, lợi tiểu, nhuận tràng, chỉ huyết, hóa đờm, thanh nhiệt, giải độc. Cà tím còn có tên cà giá dê, cà tím dài, cà dê, không lẫn cà pháo, cà dừa, cà bắc vỏ tím. Tên Hán gọi cà với tên chung là Niqua. Tên khoa học là Solanum melongima, họ cà. Trong các loại cà, đặc biệt là cà tím dày,
là thực phẩm có từ 2.000 năm trước công nguyên ở nhiều vùng nhiệt đới Á Phi. Nó được ưa chuộng vì chứa nhiều vitamin và ít calo. Cà có thể bun, luộc, nướng, xào, nấu, trộn chung với các thứ khác mà không hề bị giảm chất lượng thực phẩm của nó. Cà tím được dùng làm thức ăn phòng chữa bệnh nếu là quả chín tới. Màu tím đậm của cà là bằng chứng cho thấy nó chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh để bảo vệ các tế bào não và kiểm soát hàm lượng chất béo lipid. Theo báo The Times of India, dẫn nguồn từ các chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ, cà tím còn có nhiều công dụng khác như 1. Giảm nguy cơ ung thư. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị ung thư đại tràng vì nó là một dưỡng chất tương đối tốt. Và vì điều này, khi di chuyển qua đường tiêu hóa, nó có xu hướng hấp thụ độc tố và hóa chất có thể gây ra bệnh ung thư đường kết. Để có kết quả tốt nhất, những ai muốn giảm nguy cơ phát bệnh ung thư đại tràng nên ăn cả lớp vỏ cà tím. Nghiên cứu phát hiện ra rằng lớp vỏ cà tím có thể chứa nhiều chất xơ hơn bản thân trái cà. 2. Giảm cân. Chất xơ trong cà tím còn có công dụng khác là giảm cân. Chất xơ là thực phẩm tương đối cồng kềnh, tức nó chiếm nhiều chỗ trong dạ dày. Do đó, khai vị bằng món cà tím, những người ăn kiêng có thể có cảm giác no bụng và thường nạp ít calo hơn. Ngoài ra, chất xơ là chất chậm tiêu hóa và mất nhiều thời gian để di chuyển từ dạ dày đến đường tiêu hóa. Chính vì điều này, cà tím giữ cho người ăn kiêng cảm thấy no lâu và không có nhu cầu ăn vặt giữa các bữa ăn, từ đó giúp giảm cân. 3. Giảm huyết áp bằng các món chay. Nhiều món chay dùng cà tím, ví dụ cà tím nhồi ươm, cà tím dài 3 quả nhỏ, nhân thịt chay 300g, sốt cà chua 15ml, dầu vừng 2 thìa, gia vị. Cà thái dọc làm hai nửa, bỏ ruột, ngâm nước muối, vớt ra vắt nhẹ cho ráo. Nhồi nhân thịt chay đã trọn gia vị, rán vàng phía nhồi nhân, xếp vào xong, tiếp đó xào hành, bột mì và sốt cà chua để ươm. 4. Giúp bỏ thuốc lá. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Michigan, Mỹ đã phát hiện trong cà tím cũng có nicotine và thấy trong thí nghiệm ăn 10g cà tím có hiệu quả tương tự như hút thuốc suốt 3 giờ. Vậy có lời khuyên khi thèm thuốc lá, hãy ăn các món cà tím ngon lành, mát bổ, lại tránh được độc hại. 5. Chữa đái ra máu. Tắt quả cà tím, bỏ cuốn để uống. 6. Phòng chống bàn tía ở người già. Ở tuổi 60-70, người già thường bị trên mặt, tay có tình trạng ứ huyết nổi bàn tía hay từng chấm, có khi phải nhìn kỹ mới thấy. Để khắc phục bệnh lý này nên ăn cà tím. Cà tím lại mềm nên người già dễ ăn dễ tiêu. 7. Viêm phế quản cấp. Cà tím 500g, gừng tươi 4 lát, tỏi 3 củ, cà cắt dọc dài, gừng thái lát, tỏi nghiền trộn với nước tương, dầu, muối, đường, chưng cách thỉ, có tác dụng thanh nhiệt, hóa đờm nhiệt. 8. Viêm gan vàng da. Dùng mấy quả cà tím thái nhỏ trộn với gạo, nấu thành món cơm cà, ăn liên tục nhiều ngày. 9. Bí đái. Dùng hạt sắc uống để lợi tiểu. 10. Táo bón. Dùng quả cà tím, hàng ngày lấy khoảng 100-200g, nấu các món ăn đơn giản để ăn cùng cơm. Kiên kỳ. Theo sách cổ, cà tím tính rất lạnh, không nên phối hợp với thức ăn lạnh khác mà còn nên thêm vài ba lớp gừng để giảm tính lạnh. Người tặng hàng hay đi ngoài lỏng khi cần dùng nên thận trọng hơn. Không nên dùng khi quả cà dập nát, ăn tươi càng tốt. Một số bài thuốc, món ăn chữa bệnh có dùng cà tím, tham khảo theo báo Sức khỏe đời sống và bài thuốc hay. Cà tím xào mã đề. Cà tím 200g, mã đề 15g, hành 10g, gừng 5g, tỏi 10, dầu mè, nước tương, xì dầu, một lượng thích hợp. Cà rửa sạch, cắt miếng, mã đề làm sạch, hành cắt khúc, gừng cắt lát, tỏi bỏ vỏ, cắt khô. Để chảo nóng, đổ dầu vào, chờ dầu nóng, bỏ gừng, hành vào phi thơm, rồi bỏ cà, mã đề vào trộn đều. Bỏ muối và một ít nước vào xào chín là được. Mỗi ngày ăn một lần, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hạ huyết áp.
canh gà, cà tím. Gà giò 1 con, cà tím 200g, sơn tra 15g, gừng 5g, hành 10g, dầu, muối, một lượng thích hợp. Gà làm sạch bỏ nội tạng, cà tím rửa sạch, cắt miếng, gừng cắt lá, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, cho gừng, hành vào phi thơm, bỏ gà vào xào sơ. Tiếp đó đổ nước vào, bỏ cà, sơn tra, muối vào. Nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ, nấu thêm chừng 30 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần, dùng thay thức ăn. Có tác dụng tiêu thực, tan ứ, giảm mỡ, hạ huyết áp.